Ngày 26 tháng 4 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 807 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu các địa phương đẩy mạnh kiểm tra chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt là những ngày nghỉ lễ sắp tới. Tuy vậy, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân vẫn còn lơ là, chủ quan và chưa tuân thủ nghiêm túc. Ghi nhận trong ngày 29 tháng 4 tại Đền Mẫu, thành phố Hưng Yên, mặc dù thông điệp 5K và bảng thông báo đeo khẩu trang được đặt ngay trước cổng như thế này, nhưng hầu hết khách tham quan đến đây đều không tuân thủ. Thì mình cũng vừa mới xuống xe thôi, thì mình cũng chuẩn bị đeo khẩu trang để vào lễ, thì mới bắt đầu mình đeo khẩu trang, mình có sẵn, mình để ở đây rồi mà. Ngoài việc lập khu vực khai báo y tế, đền cũng bố trí từ 2 đến 3 bảo vệ quan sát và theo dõi người ra vào, nhưng hầu như không nhắc nhở du khách. Từ sáng giờ khoảng 3-4 từng người, có trường hợp khai báo y tế và đeo khẩu trang. Cái trường hợp ấy thì là có khi là đa số người dân thiếu ý thức. Còn tại các điểm chợ dân sinh tại huyện Kim Động, tình trạng này cũng xuất hiện tương tự. Chỉ chưa đầy một tiếng, lượng người ra vào khu vực này nhiều, không đếm xuể. Thế nhưng, số lượng người tuân thủ theo đúng quy tắc phòng dịch lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, hay thậm chí là đưa ra những lý do nhằm biện minh như thế này. Tại vì là vừa lấy đi xe máy thế là nó bị ấy cái khẩu trang và cái mũ bảo hiểm nên là rơi ra. Mặc dù dịch COVID-19 trong tỉnh đang được kiểm soát tốt, nhưng trên thế giới, nhiều quốc gia vẫn đang phải chiến đấu với dịch bệnh. Sự xuất hiện thêm các biến chủng mới của virus, điều đó cho thấy chính sự vô tâm, sự thờ ơ và chủ quan của một bộ phận người dân là yếu tố gây nên nguy cơ tái bùng phát dịch.